Wow, ở chỗ này có một con vật màu hồng các bạn ơi, chúng ta cùng cười nhé. Ui, các bạn xem này, nó là một con bò các bạn ạ. Hello. Wow, các bạn ơi, ở đây rất là nhiều con vật đấy các bạn này. Wow, phía dưới này các bạn này. Wow, một con vật màu hồng rất là bẩn các bạn ạ. Ở bên này là một cái hồ nước rất là sạch các bạn. À, chúng ta cùng rửa nào. Chúng ta cùng lấy con này nhé, một con vật màu hồng này các bạn này. Chúng ta cùng rửa nhé. Wow, các bạn cũng xem này, thì ra nó là một con bò các bạn ạ. Wow, một chú bò rất là vui nhộn các bạn ơi. Wow, chúng ta cùng bỏ vào đây nhé. Tiếp tục con này nào. Wow, một con vật bò xanh lam các bạn ạ. Chúng ta cùng rửa nào. Ui, các bạn cùng xem này, đó là một con ngỗng các bạn ạ. Rất là đẹp các bạn. Nào tiếp tục phía trên này nào. Wow, lại thêm một cái vật màu xanh lam nữa các bạn này. Cùng rửa nào. Wow, các bạn cùng xem này, thì ra nó là một con chó các bạn ạ. Wow, một chú chó bé các bạn ơi. Nào tiếp tục nào. Phía bên này các bạn này, lại thêm một cái vật màu xanh lam nữa các bạn. Cùng rửa nào. Ui, thì ra nó là một con gấu các bạn ơi. Wow, nó là một con gấu đen các bạn ạ. Nào, tiếp tục nào. Wow, phía giữa này các bạn này. Wow, một con vật rất là to các bạn này. Các bạn rửa nào. Wow, các bạn cùng xem này, thì ra nó là một con voi các bạn ạ. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang tang tang. Giây phút. Wow, con voi rất là to các bạn này. Wow, ở phía dưới này các bạn này. Wow, để thêm một con vật màu xanh lam nữa các bạn. Chúng ta cùng rửa con này nhé. Ui, các bạn cùng xem này, nó là một con gấu trúc các bạn ạ. Wow, chú gấu trúc rất là đẹp các bạn này. Wow, ở phía dưới này rất là nhiều nữa các bạn này. Wow, chúng ta lấy con này nào. Chúng rửa nào. Wow, thì ra nó là một con lợn các bạn ạ. Wow, một chú lợn màu trắng các bạn ơi. Tiếp tục nào. Wow, chúng rửa con này nhé. Các bạn xem này, nó là một con tê giác các bạn ạ. Wow, một chú tê giác hai sừng này các bạn này. Nào tiếp tục nào, phía bên này nào. Wow, rửa con này nhé. Ui, các bạn xem này, nó là một chú khỉ đột các bạn ạ. Wow, tiếp tục con này nhé các bạn. Wow, chúng ta cùng rửa nào. Ui, các bạn cùng xem này, nó là một con hổ các bạn ạ. Wow, một chú hổ màu cam các bạn này. Wow, trông chúng rất là hung dữ các bạn ạ. Nào tiếp tục con bên này nào. Rửa nhé. Wow, nó là một con trâu các bạn ạ. Wow, nó là một chú trâu màu đen các bạn ạ. Wow, phía bên này các bạn này, để thêm một con vật màu xanh lam nữa các bạn này. Chúng ta cùng rửa con này nhé. Ui, nó là con hươu bao cổ các bạn ạ. Wow, một chú hươu có cổ rất là dài các bạn ạ. Wow, phía đây này các bạn ơi. Wow, còn rất là nhiều các bạn ạ. Chúng ta cùng rửa con này nhá. Wow, các bạn cùng rửa. Nó rất là bẩn các bạn ạ.
Thì ra nó là một con dê các bạn ạ. Wow. Tiếp tục con này nào. Wow, con này nhé. Ui, nó là một con thỏ các bạn ạ. Wow, một chú thỏ rất là đáng yêu các bạn ơi. Nào, tiếp tục nào. Con vật cuối cùng này các bạn này. Wow, con vật còn xanh ngang các bạn. Chúng ta ngửa nào. Wow, thì ra nó là một con gà các bạn ạ. Là một chú gà trống màu đỏ các bạn ơi. Các bạn cùng xem này, lúc nãy anh giờ rửa rất là nhiều con vật này các bạn này. Thật là sạch sẽ các bạn ạ.